Vâng, em lên sóng con âm ly khủng của Sansui để các bác cùng tham khảo nha. Đây là con Sansui QRX 5500, nó là dùng trong thuộc top của những dòng âm ly lớn của Sansui. Bề ngang nó khoảng 60 nha các bác, cao khoảng 20 24 ạ. Đấy, cao khoảng 24. Đấy. Nó là dòng âm ly có ngoại hình rất khá là lớn, trưng bày rất là đẹp nha các bác. Dòng này mà trưng bày với những bộ loa mắc cáo, loa cổ thì tuyệt vời nha. Và đánh những dòng loa bass 40 như là JBL, Sansui, Pioneer. Bốn đồng hồ vô phía trước. Hai volume, một volume phụ, một volume tổng nha các bác. Volume phía trên này. Âm thanh loa nét đầy đủ, trang bị tới 3 4 trạm loa lận. Bass chép phía bên này. Đấy. Đây là ba lăng, ba nút này chúng ta để ở giữa nha. Đây là phần chế độ âm thanh, rất là nhiều chế độ nghe nha. Normal vân vân, đường đi đầu vào, volume tổng chính, volume phụ, 4 đồng hồ vô, 2 đồng hồ FM/AM, bass chép. Con này các bác có thể canh chỉnh bass chép cho từng cặp loa luôn nha. Đấy, rất là hay. Chạy 8 con sò sắt nha các bác. Mé đẹp keng luôn nha. Giá là 21 triệu, đã bao gồm phí ship rồi nha. Đẹp long lanh nha các bác. Giá 21 triệu bao gồm phí ship, bác nào lấy thì alo cho em Chiến nha. Con này sexy vàng nha các bác, sexy vàng nha. Sau đây em cũng quay chi tiết thùng quách rồi em mở bên trong để các bác cùng xem. Bác nào yêu thích con 5500 này thì alo cho em qua hai số điện thoại trên và có thể kết bạn Zalo qua hai số điện thoại này luôn được nha. Đây là phía trên của nóc của con âm ly, rất là đẹp nha các bác. Phía trên các bác sẽ thấy những cái đường khứa. Đường khứa để mà tỏa nhiệt của sản phẩm. Đấy, nó ốp gỗ nha bác, nó nằm trong một cái hộp gỗ nha, cực kỳ đẹp. Này, phía bên cạnh phải này có muôn thành sắc cạnh, rất là đẹp, thùng gỗ lạng. Con ly nặng khoảng 25-27 kg vậy các bác, khá là nặng. Con này vừa nghi vừa trưng bày thì gọi là hết hết tiết chấm luôn. Phía sau các bác sẽ thấy này, tại vì bề ngang nó tới 60. Series là 500 050 0500. Đường tín hiệu vào các bác cắm ở đây, tap play này cho nó sáng đèn cho đẹp nha. Chạy 4 cầu điện nha các bác, chạy 4 cầu điện. 4 trạm loa. Hiện tại đang để điện 120V tại vì nó ở thị trường Mỹ về. Đây là phần tán nhiệt của sò này. Đấy, sò nằm dài với 8 con. Rồi em đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem. Hàng tuyển chọn nha các bác. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Nếu yêu thích còn QRX 5500 này. Giá 21 bao ship nha bác, chỉ còn đủ em bớt 200 ngàn nha, còn 20 triệu 800 ngàn bao gồm phí ship. Vâng, đây mời các bác cùng xem. Còn đây là bản sexy 7 màu nha. Nó có hai bản, bản sexy trắng và sexy 7 màu. Đây là bốn cái tụ. Đấy, tăng phô. Sexy rất là đẹp nha. Còn dòng 5500 này chủ yếu nằm phía dưới các bác. Em mời các bác cùng xem phía dưới luôn nha. Đây sexy này nha. 7 màu luôn nha. Đây là phần đài thôi. Nó sử dụng 4 cái tụ nha các bác. Đây, đây là phía dưới của nó. Tất cả cái dòng 5500 nó đều bố trí chủ yếu phía dưới nha các bác. Đây là cái tăng phô. Chứa đầy là cái bọc một cái lớp 7 màu. Đây phần chân tụ. Đây là phần rề. Đây, phần trộn âm thanh. Đấy. Rất là an toàn, mỗi phần mạch đều trang bị là 4 cái cầu chì để bảo vệ 4 con sò. Nó sử dụng sò Hitachi, sạc băng. Có 4 cầu chì riêng của nó. Trên cầu chì đều có dấu chấm đỏ. Đấy. Và đây là cảm biến nhiệt cho sò công suất. Đấy. Vâng, rất là nhiều, dây nhựa luôn tùm phèo. Mà đi rất là gọn gàng các bác. Đâu ra đó hết đây. Rồi, bác nào yêu thích con 5500 này thì alo cho em tất cả riêng từ A tới Z nha các bác. Mé rất là đẹp. Có hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Giá 21 triệu bao ship nha các bác.